Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Vũ Hero đây. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một cái series mini world tập ở tiếp theo. Thì hôm nay cái series này là mình không phải làm series sinh tồn gì cả, mà mình hôm nay mình làm cái series này để hướng dẫn cho các bạn làm sao có thể để làm được cuốn xe gió trong trong mini world nha các bạn. Ok, thì công cụ các bạn cần, các bạn thấy skin mới của mình đẹp không? Đó, nếu các bạn thấy skin mới của mình đẹp thì các bạn nhớ comment bên dưới nha. Rồi ok, giờ chúng ta có lít tuyến nữa, bắt đầu vào nhiệm vụ làm thôi, let's go. Ok, giờ mình phải chỉnh lại góc nhìn thứ nhất. Rồi ok, thì góc của các bạn cần cho mình là một cái block đấy, là cái block như thế này đây. Đây, như thế này nè. Đó, cái block như thế này đây. Đó. Rồi các bạn lấy cho mình một cái kết gạt và block gỗ, bắt buộc là phải block gỗ nha các bạn. Ok, rồi các bạn bay lên, các bạn đặt cao cho mình là khoảng bao để mình đếm nha. Ok, 1 này. Ôi, để mình nhận 1 này. Ôi, không được nhé, 1 này. Ok, để các bạn đợi mình chút nha, để mình bay lên cái đã, mình bay. Ok, 1. Để mình đặt đó nha các bạn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Ok, các bạn đặt cao cho mình là 6 nha. Rồi các bạn nhìn qua như thế này, bắt buộc là phải nhìn qua như thế này cho mình. Đó, để cho cái block á, là nó phải nằm như thế này cho các bạn, cho mình. Ok, giờ các bạn đặt một block gỗ trước này cho mình. Đó, như thế này. Ok, để cái này cũng làm đơn giản thôi, như thế này đây. Rồi các bạn đặt cao lên là 1, 2. Đó, rồi các bạn bay xuống đặt ngang cho mình là 1, 2. Đó, như thế này. Rồi các bạn bay xuống. Rồi các bạn nhòm lên cho mình, nhìn lên. Rồi các bạn. Đó, hai xuống rồi. Ok, thì cánh nào cũng đều bằng nhau nha các bạn. Ok, 1, 2. Ok, như thế này là chúng ta đã hoàn thành một cái cuốn máy xoay gió nha các bạn. Ok, rồi các bạn lấy cho mình một cái kênh gạt. Rồi các bạn đây, các bạn phải nhìn không này nhá. Rồi các bạn đặt cho mình, rồi các bạn gạt lên. Đó là nó đã hoàn thành rồi đấy. Nó cũng khá là đơn giản nha các bạn. Ok, nếu mà các bạn muốn tắt á, muốn dừng lại không thể động á, thì mình các bạn nhấn đây. Đó là nó sẽ hết khởi động. Rồi clip của mình cũng đây này kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ để lại cho mình một like, một share, một subscribe nha. Tạm biệt các bạn.